mình mới đột ổ trúng kiến xong nha. Để lát mình câu ở dưới chân thác. Mời các bạn theo chân mình nha. Chào mọi người đến với kênh Đà TV nha. Hôm nay anh em mình câu ở chân thác nha. Giờ tháng 2 nước nó rút dần, đổ câu thì đẹp nhưng mà đường đi thì hơi bị lúng, có ba cái rác mấy cái chà không mà đó, các bạn thấy mặt nước đó. Cám nhờ nhờ dục xuống cái chìm dưới chứ nó nổi xe lên đã kỳ. Tưởng anh không xài cám. Đâu, cám ấy là ngoại xuống. Rồi, còn phao đang rỉa rồi đó. Phao rỉa hả? Ừ. Cá bự. Rồi, kéo. Mình kéo vội quá rồi. Cho liếm 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 nữa đi. Cái nhấp nút đi. Rồi, một con. Một con. Có mùi tanh rồi đó. Một con cá măng đỏ nha. Bãi đẹp này câu thua thiệt chứ. Giờ mình về bãi mới thôi các bạn ơi. Đi. Dính. À, đừng con cá măng đỏ nữa nha, con thứ hai đó. Hả? Giờ anh em mình đặt camera mình quay hôm nay điểm câu mới á, nó bị mờ á. Mong quý vị và các bạn thông cảm cho. Mỗi thường mình quay là rõ nét lắm. Mà hôm nay không biết sao nó mờ, nó không lấy cái độ nét được. Có một anh đang giỡn như đó nha. Càng kìa, kéo đi. Giật lên. Có ảnh câu đỡ buồn. Ông này tú dưới kia nha. Đó, tú dưới cua kia kìa. Lâu rồi cá kéo toàn cái rác. Cá này nó ăn lì lì luôn các bạn ơi. Dính đâu không dính. Dính ngay cái bọc. Mình quay bằng điện thoại bây giờ mình phóng to nhìn nó mờ lắm. Có cái phao không có rõ nét bằng bằng cái cam kia. Giờ trời nắng lên rồi đó. 1 giờ nắng ngồi nắng khó chịu lắm. Xong nó ngồi dính rồi. Kiểu này đứt thẹo chắc. Chỗ cá ăn mà chỗ là dướng. Mày quá ra rồi. Bãi mới rồi đó, nước đẹp hơn rồi đó. Màu sắc mùi nước luôn nha. Cái này mà mang dép cái là lúng dép mất dép luôn á. Lúng lúng quá.
Nhấp phao nữa hả? Giờ xuống cái điểm mới thôi. Đi này. Đi lung quá. Cầu đã xa sẵn hết rồi. Đây là thành quả của mình nha các bạn. Cũng tầm được một bữa ăn á. Nó hơi sụp đất không nha. Được 4 cái măng đỏ, 2 con rô biển với 1 con cá đắng nha. Nếu các bạn thấy video mình hay, đừng quên ủng hộ, nhấn nút chia sẻ và ấn nút đăng ký để nhận thông báo kênh nha.